Giờ thì tình hình số ca nhiễm mới COVID mỗi ngày đã tăng đều ở các tỉnh thành miền Nam. Bản đồ về mức độ kiểm soát dịch bệnh được chia 4 màu, đỏ, cam, vàng, xanh, cho cảnh báo về các nguy cơ dịch bệnh ở cấp phường, xã. Tuy nhiên, trong bộn bề mưu sinh, theo lời ông Nam, thì cũng ít khi để ý. Phố tổ là không có ai nói ra, không ai nói, không ai thông báo. Không có điện đài, không có loa phóng thanh. Mình không có thời gian mà đỡ theo dõi trên thời sự, ít có thì con nó coi trên mạng nó nói chứ mình lớn cũng ít có coi, ví dụ có coi tin tức này nọ mà không biết mà lướt qua mấy cái chỗ nó sâu xa hơn á, thì con nó coi rồi nó nói lại chú. Thời gian lúc này là làm sao có thể bắt nhịp trở lại công cuộc mưu sinh đã gián đoạn vì giãn cách, ông Trưa nói. Hồi sáng ngồi đó mà vàng tôi có biết đâu, tối ngày tôi bán giấy số không, sáng thì tới chiều có biết gì, không biết gì hết đó. Vậy không à, tôi không biết gì hết. Quan tâm tới có máu gạo tiền chứ đâu có màu đỏ màu vàng có biết mẹ gì đâu. Không biết màu đỏ màu vàng vậy đó, giờ có gạo, có kiếm gạo mà sống mỗi ngày nè. Quả là trong tình cảnh nhiều nơi vẫn còn dựng lều, kiểm dịch, giả chiến thế này, thì chuyện đi kiếm gạo sống qua ngày cũng chẳng mấy dễ dàng. Không ít nơi các xe cứu thương rồi những trạm y tế lưu động, chốt chặn cũng ít nhiều mang đến mối đe dọa lởn vởn của dịch bệnh. Ông Lê Kim Tùng chia sẻ cảm nghĩ. Có khi họ hỏi họ chứ dùng đỏ xanh, dùng đỏ nhiều khi họ cũng quên. Chắc chắc là quên nhưng mà họ coi là biết cái dùng đỏ đó là dùng dịch nặng, còn dùng xanh thì dùng đó là an toàn. Cái đó là họ phân biệt được nhưng mà nhiều khi họ coi rồi họ cũng quên, theo giờ chú cũng quên, giờ không biết dùng đồ đỏ xanh nữa, ví dụ 2-3 ngày rồi cũng không nhớ, nhiều khi cái tuần lễ vậy đó, cái nó đổi lại màu. Để dễ nhớ, theo đề xuất của lão nông Nguyễn Văn Nam thì cần đặt những bản báo về mức độ dịch tại nơi thị tứ. Rất nơi thấy rừng núi người ta đưa có mấy cái biển báo mà ngoài đường đó được cảnh báo cháy rừng đó, như ở thành phố mình đây là cũng có cái biển báo hay là cái gì đó mà cho bà con mà biết cái vùng nào xanh đỏ vàng cam để cho bà con biết, chứ không ai mà có mà biết lên mạng để mà xem. Mong muốn chính phủ là gì đó để có mà cái biển báo đó cho bà con biết mà để mà xử lý. Giờ thì dù màu sắc nguy cơ gì, người ta vẫn thấy nhịp sống đang dần trở lại mà không vấp cản trở như thời giãn cách phong tỏa. Thế nhưng mãi lực xem chừng chưa được như trước, đường xá ở các tỉnh lỵ miền Nam dịp cuối năm vẫn thiếu sự tất bật quen thuộc.